Sau hơn 7 tháng kể từ khi mùa 4 khép lại, mới đây, nhà sản xuất của người ấy là ai vừa thông báo chính thức khởi động mùa 5. Chương trình đang dục dịch ở giai đoạn đầu tiên, casting tìm kiếm nữ chính cũng như dàn cực phẩm, đồng thời gấp rút chuẩn bị tiến hành ghi hình những tập đầu tiên. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, netizen không khỏi háo hức và đặt nhiều kỳ vọng vào màn cơm bách này, của người ấy là ai? Có thể thấy, mặc dù đã bước sang mùa thứ 5, nhưng chương trình vẫn có sức hút mãnh liệt với khán giả. Trước đó, ở tập cuối của mùa 4, MC Trấn Thành khẳng định sau nhiều mùa phát sóng, người ấy là ai, anh vẫn tin đây là chương trình mà khán giả chờ đón hàng tuần. Nam MC chia sẻ sau khi nhìn lại hành trình đồng hành cùng chương trình như sau, để được trải nghiệm không chỉ những bạn nam xuất sắc của chương trình, được nghe những câu chuyện tình có mình trong đó của các bạn nữ chính. Quý vị và các bạn còn có thể học rất nhiều từ những câu chuyện tình yêu. Chúng ta được đắm chìm, được trao cảm hứng, chúng ta không lãng phí thanh xuân, dám sống cho bản thân mình. Và đặc biệt là chúng ta trưởng thành, cảm thấy yêu thương nhau nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Có thể nói, hiếm chương trình nào làm được như người ấy là ai. Suốt 4 mùa phát sóng, từ sân khấu cho đến cách xuất hiện, mọi chi tiết đều được ekip đầu tư một cách chỉn chu nhất có thể. Bên cạnh đó, người ấy là ai còn mang đến những câu chuyện với đủ mọi cảm xúc, vui có, buồn có, nhưng trên hết, chương trình đã truyền cảm hứng cho người xem rất nhiều. Với ý nghĩa nhân văn, mang đến những góc nhìn mới mẻ hơn về gia đình, tình yêu và đặc biệt là LGBT+, đồng thời tạo cơ hội cho các cặp đôi mở lòng tìm hiểu nhau, người ấy là ai đã đi qua 4 mùa rất thành công, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Nhờ vậy, sau 4 mùa, chương trình vẫn không hề hạ nhiệt mà liên tục đạt triệu views, lọt top một trending YouTube. Những cặp đôi xuất hiện trong chương trình cũng được đông đảo khán giả biết đến và ủng hộ nhiều hơn. Cũng vì thế, sự trở lại của người ấy là ai, mùa 5 đã và đang nhận được nhiều sự ủng hộ, quan tâm và kỳ vọng lớn của công chúng. Hãy cùng chờ xem nhé!